Xem phim lịch sử Trung Quốc, đây có thể nói là người là chết chửi đầu tiên khi chúng ta xem, tức là nghe chửi mà chết. Đó chính là Vương Tư Đồ, Vương Loãng của Tào Ngụy. Lúc này là khi Tào Tháo đã mất rồi, thì ông cùng Tào Chăn, đại tướng quân Tào Chăn là tham gia là chống lại sự xâm lược của Gia Cát Lượng và quân Thục. Thì trong chiến dịch này thì ông 76 tuổi rời ra cầm quân và muốn dùng ba tắc lưỡi để khuyên là Gia Cát Lượng là đầu hàng. Tuy nhiên thì khi nghe Gia Cát Lượng chửi thì ông đã té ngựa mà chết, phải nói là tức chết. Thì đây là một trong những cái chết mà lãng xẹt nhất trong lịch sử của Tam Quốc, nhất là trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là một tình huống rất là hài hước, mà người mà tạo nên cái chết chữ này đó chính là nó là Gia Cát Lượng. Một cho nên chúng ta có thể nói rằng là người mà chửi mà chết á, là cũng chính là Gia Cát Lượng mới chửi chết người. Còn Vương Tư Đồ, Vương Loãng á, thì là người bị chửi chết. Rất là lạ, phải nói là đánh giá về vấn đề này thì phải nói một người đó là Tư Mã Ý. Thì Tư Mã Ý ban đầu là Khang là Vương Loãng, thì là khi 76 tuổi còn cầm quân ra trận Khang với con, mà sau khi nghe nghe mà ông tức chết thì ông nói rằng là nói cho một người mà không có chịu được nhục mà chết thì độ người hẹp hòa ruột gà. Thì đó cũng là một vấn đề rất lớn đối với người xưa, những người mà gọi là nho học. Thì Vương Tư Đồ, Vương Loãng tại sao mà Gia Cát Lượng chưa chết? Từ khi là ông đã theo nhà Tào Ngụy, khi mà những người mà học về nho thì bị Gia Cát Lượng điểm trúng nguyệt, đó chính là việc là ông làm cách nào để gặp mặt và đối mặt với 24 vị hoàng đế nhà nhà Hán. Thì và nói chung là chửi ông đủ thứ về mặt dài lì lợm này kia, thì ông đã tức không chịu được và té ngựa là chết. Đây phải nói là một trong những pha một những đoạn phim là hài hước mà vui vui, phải nói là xem đi xem lại cũng rất là vui. Đối với Tam Quốc, người mà bị chết chửi cũng là đầu tiên và duy nhất trên thế giới, và người chửi chết người cũng là đầu tiên và duy nhất. Và chúng ta thấy được rằng qua này chúng ta mới thấy được rằng là Tư Mã Ý là người rất tài năng và rất tài giỏi khi chịu nhục được với Gia Cát Lượng.